Quý 1 của năm 2023 đã trôi qua với dư âm của những thách thức năm cũ. Vì thế, không có nhiều người đặt kỳ vọng vào một bức tranh sáng màu của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với nhiều biến động khó lường và biến số mới, các kết quả tăng trưởng quý 1 được công bố vẫn mang lại khá nhiều thông điệp. Chúng ta sẽ bắt đầu với nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Bộ Thương mại Mỹ ngày 27 tháng 4 cho biết tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới đã sụt giảm trong quý đầu tiên của năm 2023 với nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái nhẹ khi chi tiêu của người tiêu dùng yếu đi. Cụ thể, trong quý 1 năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ chỉ tăng 1,1%, thấp hơn so với mức 2,6% của quý 4 năm ngoái. Hoạt động kinh tế tại Mỹ có phần trì trệ trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất quyết liệt để giải quyết tình trạng lạm phát dai dẳng. Tại châu Âu trong quý 1 năm nay, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone cũng chỉ tăng trưởng 0,1% do ảnh hưởng bởi lạm phát cao và biến động lãi suất trên thị trường. Đức là nền kinh tế duy nhất trong Eurozone chứng kiến mức suy giảm là 0,1%. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế toàn cầu kể từ khi nước này từ bỏ chính sách chống dịch hà khắc Zero Covid. Trái ngược với con số ảm đạm đó, số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc NBC công bố cho thấy GDP nước này tăng 4,5% trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà hồi phục này, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới được cho là có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 5% trong cả năm nay. Kinh tế Trung Quốc cũng đóng góp vào bức tranh sáng sủa chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi đóng góp 70% vào sự tăng trưởng toàn cầu. Bất chấp bối cảnh ảm đạm đầy thách thức với nền kinh tế thế giới, kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương được IMF dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức là 4,6%. Gây ra nhiều bối rối nhất cho các nhà kinh tế đó chính là nước Nga. Các tổ chức dự báo hàng đầu thế giới hiện không thể tìm được tiếng nói chung về việc nền kinh tế Nga có thể tăng trưởng hay là suy giảm trong năm nay. Theo Wall Street Journal, do Moscow đã ngừng công bố sau khi xung đột Ukraine nổ ra năm ngoái khiến cho công tác dự báo trở nên phức tạp hơn. Một số ngân hàng toàn cầu và tổ chức quốc tế dự báo đó là kinh tế Nga sẽ tăng trưởng dương trong năm nay, trong khi một số khác lại cho rằng nước này sẽ chứng kiến suy giảm mạnh mẽ hơn trước khi phục hồi. Độ chênh lệch trong các dự báo tăng trưởng của Nga nằm trong khoảng từ -2,5 đến +1%. Dù bức tranh tổng thể có nhiều sắc thái nhưng xu hướng chung có thể cảm nhận đó là sự khó khăn đối với hoạt động kinh doanh. Quý 1 vừa qua là thời điểm có nhiều công ty vỡ nợ nhất trên toàn thế giới kể từ cuối năm 2020. Moody's cho biết 33 công ty trong số các công ty mà Moody's xếp hạng đã vỡ nợ trong quý đầu năm 2023. Trước viễn cảnh không mấy sáng sủa, để giảm thiểu rủi ro, nhiều doanh nghiệp tiếp tục có những giải pháp thắt lưng buộc bụng, cứng rắn. Meta là công ty mẹ của Facebook vừa thông báo sẽ tiếp tục kế hoạch tinh giảm khoảng 10.000 nhân viên. Và tương tự, Amazon đã cắt giảm 9.000 nhân viên trong tháng 3. Boeing dự kiến cắt giảm 2.000 nhân sự trong mảng tài chính và quản trị nhân lực. Thưa quý vị, khó khăn, thách thức và sự sốt ruột của các nhà hoạch định chính sách cũng được phản ánh trong diễn đàn kinh tế mùa thu vừa được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank tổ chức. Việc lựa chọn chủ đề, con đường phía trước, xây dựng khả năng phục hồi và định hình lại sự phát triển đã phần nào cho thấy mong muốn chung của toàn cầu trước những biến động của thời cuộc. Nhưng đáng tiếc đó là hội nghị này kết thúc mà không thể đưa ra bất cứ tuyên bố chung nào ngoài những dự báo có phần u ám hơn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại từ 6% vào năm 2021 xuống 2,8% trong năm nay và trong 5 năm tới sẽ chỉ dao động quanh mức đó là 3%, một mức dự báo bi quan trong hơn 30 năm qua. Trong đó, IMF chỉ ra 6 nhân tố rủi ro chính có thể làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gồm quá trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ bị đình trệ, leo thang xung đột ở Ukraine, khó khăn về nợ, lạm phát kéo dài, định giá lại thị trường tài chính đột ngột và sự phân mảnh địa chính trị. Có thể hiểu được những lo lắng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới khi những cọ sát địa chính trị đang tác động trực tiếp tới bàn ăn của từng hộ gia đình trên toàn thế giới. Sẽ khó có thể hình dung tình trạng leo thang giá lương thực sẽ còn đến đâu một khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen bị đổ vỡ sau thời hạn 18 tháng 5 tới. Các bên liên quan đó là Nga, Ukraine và trung gian Thổ Nhĩ Kỳ đều đã đưa ra những thông điệp không mấy khả quan về việc gia hạn thỏa thuận này.
Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không cho phép thỏa thuận này có hiệu lực sau ngày 18 tháng 5, bởi vì các yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga không được đáp ứng. Theo đài RT, Moscow đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây tháo gỡ những trở ngại trong việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga ra thị trường thế giới nếu muốn thỏa thuận ngũ cốc tiếp tục được gia hạn. Có thể nói toàn cầu hóa chưa kết thúc với tính ưu việt, đó là tính toán phân bổ tối ưu hóa tài nguyên trên toàn cầu từ góc độ kinh tế. Các công ty xuyên quốc gia là đội quân chủ lực và người thúc đẩy toàn cầu hóa. Tuy nhiên, hiện nay các công ty xuyên quốc gia phải đối diện với sự xấu đi của môi trường địa chính trị. Theo báo cáo khảo sát vào tháng 3 vừa qua của công ty bảo hiểm Willis Towers Watson, 93% công ty đa quốc gia báo cáo thua lỗ liên quan đến bất ổn chính trị trong năm 2022, cao hơn mức 35% của năm 2020. Vài tuần sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, tập đoàn dầu khí Anh BP quyết định từ bỏ 19,75% cổ phần tại tập đoàn khí đốt Rosneft của Nga, cũng như tại hai doanh nghiệp liên doanh ở Nga. Điều này đồng nghĩa với việc BP thua lỗ hơn 20 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm 2022. Khảo sát cũng cho thấy 68% công ty mua bảo hiểm rủi ro chính trị trong năm 2022 để được cung cấp bảo hiểm cho chiến tranh, nội chiến, đảo chính, chính phủ thu hồi và các sự cố không may tương tự, cao gấp 3 lần vào năm 2019. Sự tập hợp lực lượng về địa chính trị cũng dẫn tới những tập hợp về kinh tế. Quan hệ kinh tế thương mại của Trung Quốc và các nước như là Nga, Brazil, Ả Rập Xê Út có triển vọng phát triển. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương Trung-Nga đạt mức cao kỷ lục 190,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước đó. Những thay đổi trên cho thấy những thay đổi kết hợp giữa tách rời và tăng cường quan hệ đang góp phần định hình lại toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh tế. An ninh quốc gia cần được đặt lên trên các tính toán kinh tế. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 20 tháng 4 tại Đại học Johns Hopkins vừa qua ám chỉ về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó cũng được coi là dấu chấm hết cho chính sách 40 năm qua của Mỹ, coi kinh tế thương mại là mỏ neo định hình trục quan hệ song phương quan trọng bậc nhất thế giới này. Washington cũng đang hướng đến việc kiểm soát chặt chẽ hơn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của các công ty Mỹ tại Trung Quốc ở một số lĩnh vực công nghệ nhạy cảm như trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử. Cũng giống như lệnh trừng phạt Huawei trước đây hay dự định cấm TikTok, kế hoạch giám sát đầu tư của Mỹ được biện minh dưới lăng kính về an ninh quốc gia. Ở chiều ngược lại, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, thông điệp khai mạc của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh đến an ninh quốc gia. Đây là một trong những cảnh báo về hệ quả của một cuộc chiến tranh lạnh mới có nguy cơ xảy ra. Tôi nghĩ rằng chiến tranh lạnh lần thứ hai đang hình thành với những nét khác biệt, đó là nó diễn ra trong sự phân tán đa cực hơn. Điều đáng chú ý là trong một thập kỷ qua, đã có gần 40 cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc. Một điểm khác biệt nữa đó là bối cảnh hàng loạt nguy cơ an ninh toàn cầu như biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế và khủng bố. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể quyết tâm hơn trong việc tăng cường an ninh nguồn cung cấp, nhưng không thể đẩy thế giới đi quá xa đến mức chúng ta đang rơi vào chiến tranh lạnh lần thứ hai. Tôi tin là có thể. Tôi đã trải qua chiến tranh lạnh và tôi không muốn thấy điều đó lặp lại. Căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu có thể làm tăng rủi ro ổn định tài chính và có khả năng làm giảm sản lượng kinh tế toàn cầu từ 0,2% đến 7%. Đó là một trong những lý do chính khiến IMF dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ xa lầy trong chế độ tăng trưởng thấp trong nhiều năm. Tôi nghĩ là chiến tranh lạnh đã quay trở lại. Mọi người đều thấy rằng vấn đề an ninh quốc gia luôn là ưu tiên số một. Nhưng bối cảnh hiện nay, các nước đồng minh sẽ không chỉ quan tâm tới hợp tác quân sự, mà còn cả về đầu tư chiến lược kinh tế toàn cầu. Nếu không có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều cuộc xung đột và hỗn loạn. Tuy nhiên sẽ là bài toán đánh đổi khi cố gắng thay đổi trật tự kinh tế toàn cầu theo các khối địa chính trị. Điều này có thể dẫn đến các hệ thống công nghệ cạnh tranh và giảm thương mại. Những hành động như vậy sẽ đưa đến rạn nứt FDI với sự hình thành hai nhóm nước do Mỹ và Trung Quốc dẫn dắt. Xung đột địa chính trị có thể đẩy lạm phát tăng và dẫn tới những hệ quả đối với chính sách tiền tệ và ổn định tài chính. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần có sự tham gia của Trung Quốc nếu chúng ta muốn tạo ra những phản ứng đối với những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21, bao gồm biến đổi khí hậu và xóa nợ.
Về lý thuyết, các nước giao thương với nhau để thu được lợi ích từ lợi thế tương đối. Dòng chảy vào ra của FDI giúp các tập đoàn đa quốc gia tránh được mức chi phí sản xuất cao hơn nếu đặt ở trong nước, đồng thời giúp nước tiếp nhận FDI mở rộng năng lực sản xuất trong nước, tạo việc làm. Thực tế này đúng với cả Mỹ và Trung Quốc. Một cuộc xung đột sẽ đưa đến hệ quả cả hai bên đều mất đi lợi ích. Tuy nhiên, riêng Mỹ còn phải đón nhận một thực tế không mấy dễ chịu là nước này sẽ phải chịu mức tổn thất kinh tế lớn hơn nếu xung đột với Trung Quốc do tình trạng thiếu hụt tiết kiệm nội địa vốn là căn bệnh kinh niên của Mỹ. Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ đưa ra cảnh báo chính phủ Mỹ có thể sẽ không còn tiền để trang trải các nghĩa vụ tài chính và có nguy cơ vỡ nợ ngay đầu tháng 6 tới nếu không dàn xếp được vấn đề trần nợ công. Thiếu tiết kiệm nhưng muốn có tiền để đầu tư và tăng trưởng, Mỹ triệt để tận dụng vị thế của đồng đô la Mỹ, đồng tiền dự trữ toàn cầu và nhập khẩu thặng dư tiết kiệm từ bên ngoài, duy trì mức thâm hụt vãng lai và thâm hụt thương mại đa phương để thu hút vốn nước ngoài. Nhưng chính ở thời điểm này, một xu hướng khác lại đang nổi lên. Đó là quá trình phi đô la hóa. Những lời kêu gọi giảm dần sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ trong thương mại đang ngày càng gia tăng trong các nền kinh tế mới nổi và chịu nhiều áp lực địa chính trị từ phương Tây. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chính phủ các nước phương Tây đã đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga và loại nước này ra khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu SWIFT, một hệ thống thanh toán quốc tế. Một khi ra khỏi SWIFT, bạn đánh mất khả năng giao dịch xuyên biên giới dễ dàng. Bạn cũng đứng trước rủi ro đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu và điều này có thể gây tổn hại nền kinh tế quốc gia. Các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga được ví như vũ khí hóa đồng đô la Mỹ. Và để đối phó, Nga cùng Trung Quốc thúc đẩy các cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ của riêng mình. Theo Bloomberg, đồng nhân dân tệ đã thay thế đồng đô la Mỹ để trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều nhất ở Nga. Nhưng không chỉ có Bắc Kinh và Moscow, từ Ấn Độ đến Argentina, Brazil, rồi Nam Phi, Trung Đông, tới Đông Nam Á. Trong những tháng gần đây, các quốc gia và khu vực đã gia tăng nỗ lực hướng tới thỏa thuận giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Các nhà kinh tế học và chuyên gia cho rằng căn nguyên dẫn đến xu hướng này là mối lo ngại Mỹ một ngày nào đó cũng sử dụng sức mạnh đồng bạc xanh để nhắm đến họ như cái cách nước này trừng phạt Nga. Bằng cách đa dạng hóa các khoản dự trữ nắm giữ thành một loại danh mục đầu tư đa tiền tệ hơn, có lẽ họ có thể giảm áp lực đó đối với các lĩnh vực bên ngoài của họ. Các nhà phân tích cho rằng sẽ rất khó để đồng bạc xanh bị truất ngôi trong tương lai gần. Dữ liệu của IMF cho thấy đồng đô la vẫn chiếm ưu thế trong dự trữ ngoại hối toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ của đồng tiền này trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương đã giảm tới mức hơn 70% vào năm 1999, về còn 58,36% dự trữ ngoại hối toàn cầu trong quý tư năm ngoái. Trong khi đó, đồng euro đứng thứ hai, chiếm khoảng 20,5% dự trữ ngoại hối toàn cầu, và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chỉ chiếm 2,7% cùng kỳ. Vào lúc này, rõ ràng triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố địa chính trị và xu hướng phân tách giữa các nền kinh tế. Điều đó cũng đồng thời dẫn tới nhiều quan điểm chia rẽ về xu hướng định hình nền kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, sự phát triển thịnh vượng chung của thế giới đòi hỏi những nỗ lực hợp tác và chia sẻ nhiều hơn, thay vì lợi dụng các đòn bẩy kinh tế như một vũ khí trong cuộc chạy đua địa chiến lược toàn cầu. Và đến đây, chương trình Nhìn từ Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!